Lần đầu tiên cho anh em cùng đoàn Đông Hải xin gửi lời chào nhiệt liệt tới anh em cùng đoàn Thảo Chén. Và sau đây anh em cùng đoàn Đông Hải có một vũ khúc Đưa Con Đi. Và xin mọi người ai thuộc ca khúc này thì chúng ta cùng
Đoàn chúng em cùng dâng tiễn, dâng lên câu ca ơn. Say em, sắc cơ em, cảm ơn anh nhiều. Đoàn chúng em cùng dâng tiễn, dâng lên câu ca ơn. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, một ca sĩ đến từ giáo xứ Đông Hải sẽ gửi đến cho chúng ta một ca khúc mang tên Chính Chúa Chẳng Gian. Xin mời ca sĩ giáo xứ Đông Hải. Sau đây em xin gửi đến tất cả mọi người một ca khúc Chính Chúa Chọn Con của nhạc sư Hồng Bính. Xin mọi người cho em một tràng pháo tay cổ vũ ạ.
cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải hay là hay ghê, hay không chê chỗ nào.